Công ty Ánh Dương phát hành bộ phim Muối Mặn Thâm Thù do TVB Hồng Kông sản xuất. Giám đốc sản xuất Lý Thiêm Thắng, biên kịch Quang Linh Linh, Lưu Chi Hoa, đạo diễn Huỳnh Quốc Cường, với các diễn viên Mã Tuấn Dĩ, Dương Di, Huỳnh Hạo Nhiên, Quách Phong, Đàm Tiểu Hoàng, Ngạo Gia Niên, Tưởng Chí Quang, Trần Khả Di cùng một số diễn viên khác. Nhóm biên dịch và lồng tiếng Ánh Dương: người dịch Quốc An, Thanh Tâm, Bích Ấn; diễn viên lồng tiếng Bích Ngọc, Hà Thao, Tuyết Mai, Nguyễn Dinh, Thanh Bình, Quy Hồ, Khánh Văn, Thùy Trang, Đình Tuấn, Khánh Phương, Thiên Bảo, Đình Tuấn, Ngọc Cửu; kỹ thuật lồng tiếng Vũ Đính, Anh Vũ, Minh Nghiệp. Tập 11. Huynh đệ tốt, lần này thật sự cảm ơn huynh đã cứu dì ca tôi. Thằng Tuy có công lao lớn nhất, ở đồng cướp cô luôn kề cận bên Đình Hiên. Ha, kể ra cũng mắc cười. Cô và mọi người tưởng nữ hiệp đã bỏ trốn, ai ngờ một mình cổ đi sâu vào hang cọp, xém chút làm chết chung với dì ca tôi. Vì cái gì? Chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Dì ca bị bệnh nặng, lần này nếu không nhờ nữ hiệp, chưa chắc dì ca đã tai qua nạn khỏi. Nữ hiệp đó cũng tốt ghê. Không uổng công dì ca tôi thương cổ. Suy đi nghĩ lại, lần này đúng là vì quả được phúc, hoạn nạn gặp chân tình. Làm gì thừa người ra vậy? Đâu có. Phải rồi, quý là người luyện võ, để ý giùm tôi một chút nha. Triệu võ xin nghỉ, cha tôi muốn tìm người hộ diện có võ nghệ tương đương. Được. Nè, Tàng thiếu gia, cậu Diễn, cho tôi bì. Được, ta cố tình tới tìm cậu đó. Chiêu đại nhân tìm tôi có chuyện gì? Ta cảm thấy chuyện bắt cóc lần này có điều mờ ám. Có gì mờ ám chứ? Ta phái người điều tra rồi, dịch trại chủ tuy mua bán muối lậu nhưng chưa bao giờ làm chuyện giết người cướp hàng. Nếu nói như vậy, bọn bắt cóc đó nhận tiền rồi phải thả người chứ. Nhưng vị ca tôi xém chút mất mạng. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Còn một điểm nghi vấn nữa, bọn bắt cóc đó dường như nắm rất rõ tình hình của hộ gia chúng tôi, không những biết rõ về giờ tuần tra của hộ diện chúng tôi, kể cả việc trong nhà chúng tôi có bao nhiêu gia đình A Hoàng cũng thuộc như lòng bàn tay á. Rõ ràng là có người lén lút đưa tin. Tôi cũng đoán được là có nội gian mà. Vậy nội gian này có thể là ai? Dì Thúc, Thúc lại đi đâu vậy? Ta đi đâu không liên quan tới con. Vết thương của huynh mới khỏi, đừng vội rời khỏi đây. Dì thiếu gia tốt bụng giữ lại, còn lo thuốc men, có ơn với Đậu Hùng. Xin nhận một lại của Đậu Hùng. Đậu Huynh à, xin đứng lên. Đậu Hùng ân quán phân minh, mang ơn phải đáp, có thù phải trả. Đợi sau khi tôi giết chết tên cẩu tặc, tôi sẽ về trả ơn. Đừng đi mà Nhị Thúc. Đừng đủ giờ ta. Nhị Thúc bạn con cậu xin thuốc, với thương thuốc chưa khỏi, Thúc không phải là đối thủ của huynh ấy. Cậu mặc kệ ta đi. Đậu Huynh à, huynh hãy bình tĩnh lại. Quan quan tương báo bao giờ giết? Mối thù diệt trại, công đổ trời chung, tôi phải giết chết tên súc sinh đó. Nhị Thúc, con cậu xin thuốc mà, đừng mà. Con có phải là người không? Mối thù của cha mẹ, con chẳng những không trả, mà còn chưa giết tên súc sinh đó nữa. Cha mẹ của con ở dưới suối vàng, chết còn dám mắt đâu. Con không có. Con không có, đừng ngăn cản ta giết hắn. Phải, là hắn hại chết cha mẹ, nhưng hắn cũng làm lần bảy lượt cứu sống con. Tất cả mọi ân oán con cũng không biết làm sao mà tính. Con có lương tâm không vậy? Con không giết hắn chứ gì? Sau này đừng gọi ta là Dĩ Thúc nữa. Đừng đi mà Dĩ Thúc. Dĩ Thúc à, Dĩ Thúc, Huynh, con xin Thúc đừng đi. Dĩ thiếu gia nguy rồi, chuẩn quỷ ngân hiệu tới đòi nợ, lão gia sắp chống chọi không nổi rồi. Làm gì bỗng hố dữ vậy? Trải có vài ba ngày thôi mà đã chạy đến đây đòi nợ. Nè, khắp thành Dương Châu á, có ai mà không quen biết Hồ Kiên giàu có một phương, tổng thương nghệ muối, sợ tôi quỳnh nợ mà. Ê, ông không quỳnh nợ mà nợ gia thì càng phiền phức. Tôi mở ngân hiệu chứ không phải mở nhà từ thiện đâu. Cái ông này thiệt là, tôi ủng hộ ông á mười mấy hai mươi năm thì ông càng ngày càng làm ra tiền vô như nước, phát tài phát lộc ha. Nha, bây giờ tức là sao? Tức là trở mặt không nhìn nhau phải không? Hồ lão gia, tình người là tình người, con số phải rõ ràng. Số diêm dẫn không phải đã bán sạch rồi sao? Sao lại không có tiền chứ?
cha dì muốn làm tổng thương, mua diêm dẫn giá cao. Tiếp theo là vì tiền chuộc và trả nợ ngân hiệu, buộc phải bán đổ bán tháo, bận đi bận về đã lỗ rất nhiều rồi đó. Trời ơi, vậy làm sao đây? Nhị ca thì không có ở đây, tam ca lại không biết đang vui chơi chốn nào. Ông mà không trả tiền thì đừng có trách họ Dương này không nể tình ông nha. Bây giờ ông muốn cái gì? Tiếp quản giữa muối thắng tuyết của ông. Ông thử coi tôi liều cái mạng già này với ông đó. Yên tâm đi cha. Hiên, Dương chỉ quỷ chỉ đùa thôi. Hiên à, con về thật đúng lúc đó, bị người ta chiếu tới hết được rồi cha. Dương chỉ quỷ à? Vị thiếu gia, quy tắc của ngân hiệu cậu biết rất rõ, quá hạn trả nợ sẽ lấy tài sản trừ nợ. Đương nhiên là biết rõ, rất đơn giản, nợ thì phải trả. Vấn đề là sao hồi gia chúng tôi lại không có tiền trả? Phải đó, hồi gia chúng tôi có câu cửa miệng ông không biết sao. Hồi gia không có gì nhiều, chỉ có ngân lượng là nhiều thôi. Bên ngoài đang đồn đái rùm beng, nói hồ gia đang gặp nguy cơ sắp sụp đổ rồi. Ông đừng có trò quẻo, không có chuyện đó đâu. Dư trưởng quỷ cũng biết nói là lời đồn. Hồ gia giàu có nhất Dương Châu, nội thầu chức tổng thương nghề muối cũng đã tốn mấy trăm vạn lượng. Huống chi giữa muối thắng tuyết ở địa phương là giữa muối hàng đầu, sở hữu vô số muối quan, kho lớn đến độ đãi được mấy chục bàn tiệc, bắt ông khiêng cũng phải khiêng cả tháng trời. Không chỉ vậy đâu nhị thiếu gia, nếu như đem muối cá, tôi nghĩ cả Giang Nam ăn suốt đời không hết. Nhưng gần đây lu bu nhiều việc, chưa kịp xoay sở ngân lượng cho nên mới trễ hạn trả thôi. Vậy đi, xin Dư chứng quỹ gia hạn thêm 10 ngày, 10 ngày sau nhất định sẽ trả hết nợ. Nếu không có tiền trả thì sao? Thì cứ theo Dư chứng quỹ nói, lấy giữa muối trừ nợ. Được, nhị thiếu gia mau mắn lẹ làng thì gia hạn thêm 10 ngày. Quản tiễn khách. Dạ lão gia. Mời Dư chứng quỹ. Đình Hiên, cũng may đệ trở về kịp lúc. Đại ca, Đình Hiên đúng là Đình Hải thần châm báo vật trướng phủ của hồ gia chúng ta. Đương nhiên rồi, có nó ở đây thì chuyện gì cũng xong mà. Điều quan trọng bây giờ là phải dây tiền trả nợ. Thời hạn 10 ngày qua rất nhanh. Nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không nghĩ được cách gì để dây tiền. Một chó sủa bóng, trăm chó sủa theo tiếng. Dư Trường Quỷ đã đến đòi nợ, chứng tỏ là ngân hiệu không tin tưởng hồ gia chúng ta. Vậy tức là khỏi mong các ngân hiệu khác trong dây tiền. Một chìm trăm đạp, chuyện đời vốn là như vậy mà. Vậy làm sao? Làm sao đây con? Làm sao bây giờ? Vị thiếu gia, thuốc uống được rồi. Nè, nếu cứ tiếp tục như vậy, hồ gia nhất định sẽ tan nát. Có 10 ngày, 10 ngày thôi, làm sao kịp? Cha, con biết rồi. Không lẽ hồ kiến này tuổi già phải rơi vào cảnh thế luôn? Hồ lão gia, ông để nhị thiếu gia uống hết viên thuốc đã. Thiếu gia bị chúng bắt nhốt nhiều ngày, sức khỏe đã rất yếu rồi. Trời ơi, ta già quá lẫm cẩm rồi, sao không nhắc sớm? Hiên à, con đừng có lo, đừng có rầu nữa. Con uống thuốc đi, rồi từ từ nghĩ cách hả? Vì trả nợ dồn ép trước mắt, xem ra cũng phải. Hiên à, con đừng nói cho cha biết là phải bán căn nhà lớn này nghe, không có được đâu. Thế nào cha cũng bị người ta cười cho thúi đầu đó, không có được. Cha, bình tĩnh đi, đừng kích động quá. Phải bình tĩnh. Con chỉ nói là suy tính thôi, chứ không phải là nhất thiết bán căn nhà. Phải đó, nhất định sẽ có cách. Hiên à, bây giờ con khoan nghĩ cách ha. Nghỉ ngơi khỏe đi rồi mới nghĩ cách. Bây giờ cha về phòng, không phiền con nữa. Con nghỉ biết rồi cha. Vị thiếu gia, lên giường nghỉ ngơi đi. Làm sao tôi ngủ được? Vậy tôi ở lại đây với huynh. Một người suy nghĩ chỉ bằng hai người cùng suy nghĩ. Hai người có hai bộ óc mà. Thằng Tuyết, cảm ơn cô. Uống cạn vì lần này chúng ta thắng lớn. Về phía hộ gia lại có tin vui sao? Đồ đại nhân quả là đoán việc như thần. Chuyện bị bắt cóc đồn đãi ra ngoài, trưởng quỹ của ngân hiệu lập tức đến hộ gia đòi nợ đó. Là người tung tin ra? Phải thừa dịp trừ khử lão, đương nhiên phải châm dầu vào lửa, quạt lửa cho lớn. Hồ Kiên không đem được quan tiền nào ra, bị hỏi đến không biết đường trả lời. Con sâu bách túc chết rồi còn quẩy. Ta đoán hồ gia vẫn có thể chống chọi một thời gian. Lần này lão ta nhất định sẽ chết. Từ đầu ta đã nói hồ Kiên chẳng qua là bao trùm, hồ Đình Hiên mới là mối họa lớn. Lẽ ra lần trước là thời cơ tốt, kết cuộc là để cho hắn chết đi sống lại. Đồ đại nhân có đề cao có tên bệnh quản đó hay không? Diêm dẫn của hồ gia bán hết, nợ nần chồng chất ai cũng đến đòi. Cứ cho hắn là gia cát lượng tái thế cũng lo không nổi đâu. Chúng ta cứ chống mắt chờ coi, coi hồ Đình Hiên có cách gì hay, có thể bẻ ngược tình thế tìm ra đường sống. Thôi ăn đi, ăn đi. Chà, đâu có cần gấp, điểm tâm còn chưa đem ra hết mà. Tiểu thư à, đã đem ra hết rồi. Có phải không?
Bị chửi thì ngươi thấy khó chịu không? Làm gì thì chỗ này một nửa, chỗ kia một nửa, thịt lạp và thịt muối đâu rồi? Lão già. À, đẹp à, muội lấy bông bông cá tổ yến bào ngư đem ra hết đi, toàn bộ đem ra hết. Dạ. Cha, điểm tâm đâu cần phong phú vậy chứ? Không sao đâu, cũng bỏ vô miệng đâu mà. Huynh kêu muội đem hết cất vào tủ, sau này nghiêm cấm ăn thịt ăn cá, phải bớt ăn uống đi, tiết kiệm. À, Bích à, à, con quản lý sổ sách ở nhà phải không? Sau này tiền tiêu vặt của mọi người toàn bộ phải giảm một nửa nha. À, gia đình Hoàng đuổi 8-10 người đi không cần nhiều vậy đâu. Không được đâu đại ca. Cha, chỉ giảm chi không tiết kiệm được bao nhiêu, quan trọng là phải nghĩ cách tăng thu. Con kêu cha đi tìm ngân lượng ở đâu chứ, không lẽ để miệng ăn núi lỡ sao? Hồ lão gia ông đừng lo, nhất định sẽ có cách mà. Tâm ca. Tâm thiếu gia. Sao ai nấy mặt mày bí xị vậy? Cha, còn cha như cũ gừng vậy. Có chuyện gì hay sao? Hả? Chủ nợ đến đòi mọi người đang nghỉ cách đây nè. Con đi đây. Nè thằng quỷ, đi đâu vậy? Đi đâu? Làm ăn con đâu có giỏi. Ý, con có phụ giúp mà. Nè, bây giờ con đến võ quán tìm hộ diện thích hợp cho cha. Mấy người to con đó đập đá trên ngực, đâm thương cổ họng rất lợi hại đó. Tâm ca, Tâm ca. Thôi đừng có gọi nữa, nó là đứa vô dụng, có gọi cũng vô ích thôi. Không ăn nữa. À, Đình Hiền thắng tuyết à, theo ta đến diệm muối coi có cách gì hay không ha. Hồ lão gia. Tôi có chút chuyện phải ra ngoài một lát, chút nữa tôi mới đến giữa muối. Đi đi. Vậy tôi ra ngoài đi. Vậy thiếu gia, tôi đi nha. Đình Hiền à, vậy chúng ta đi thôi. Dạ, con có chút việc phải ra ngoài, cả nhà từ từ ăn nha. Lại chuyện gì nữa, đứa nào cũng vội vã bỏ đi. Đại ca, mặc kệ đi, cứ ăn đi ha. Ăn cái đầu muội đó, giỏi ăn thôi à, chẳng có chút cống hiến nào hết à. Lão già, ông nhớ phải phù hộ cho con mình bình an vô sự nha, không gặp nguy hiểm. Mẹ, con ra thiệt đúng lúc đó. Hôm nay trước mặt linh dị của cha con, mẹ phải hỏi con cho rõ ràng. Chuyện gì cha nuôi, con không muốn nói nữa. Thật tình mẹ không biết là con nghĩ sao nữa ha. Con không chịu làm ở tập tư doanh, cũng không chịu đến làm ở nha môn Diêm Dẫn Sứ. Con không làm quan ăn không ngồi rồi cũng đành. Nhìn tay của con đi, còn chưa đóng mày đã đi bắt bọn bắt cóc giùm Hồ gia, trên người không chỗ nào mà lành lặn hết. Bị thương ngoài da thôi, không sao đâu. Bị thương ngoài da, mẹ sợ con sẽ gặp nguy hiểm đó. Ha, con lấy mạng ra liều. Nè, trước đây khi con làm quan, có đám thuộc hạ chống đỡ giùm con, bây giờ con chỉ có tay không làm anh hùng. Thôi chết rồi, thế nào mẹ cũng không có con để tang đâu. Con nói mẹ lại không chịu nghe, nghe mẹ lại không hiểu, hiểu mẹ cũng không đồng ý. Trước đây con đâu có như vậy đâu, bây giờ chuyện gì cũng giấu mẹ. Con có coi mẹ là mẹ của con không? Mẹ, dù sao mẹ cũng không đồng ý cách làm của con. Mẹ cứ mặc kệ con đi. Không có người dám tới đây gặp ta. Ân oán giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Đừng nói nhiều nữa, rõ bạn đi. Ngày trước tôi là lính, ông là tặc, tôi chỉ phụng mình tiêu diệt đại muối, tôi không thể lựa chọn. Đủ rồi, đừng ép tôi nữa. Đừng giết gì thúc tôi. Tôi không hề nghĩ là phải giết ông ấy. Đã có cả đứa con của cái chỉ con cầu xin cho ta. Gì thúc, con xin thúc đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà, đi đi. Con bị tên cẩu tặc này làm cho điên đảo tâm hồn. Cả mối thù của cha mẹ cũng mặc kệ nữa. Con không có. Tôi xin huynh, đừng có đánh nữa mà. Đừng dùng ép tôi. Cứ giết chết ta đi. Ngày nào đó không thì còn sống, ngày đó giữ trả mối thù đây. Di Túc à, coi như hình nể mặt tôi, tha cho chí diễn đi. Thiếu già có hơn chí đạo hùng. Tôi bắt tôi là núi đào xuống biển lửa, chết tôi không từ nan. Vì không giết tên cẩu tặc này, tuyệt đối không thể được. Di Túc, thực ra chí diễn cũng là người có ơn với tôi. Người của đồng huynh đã bắt cóc tốn tiền, đồ đại nhân đem quân giải cứu. Chí diễn muốn dùng huynh vào con đường chết thật sự dễ như trở bàn tay.
Hắn tha cho tôi. Chỉ vì muốn lấy lòng Thắng Tuyết thôi. Có một chuyện cả Thắng Tuyết cô nương cũng không biết. Đình Hiên. Chuyện gì vậy? Di thể của cha mẹ Thắng Tuyết có thể nhập thổ yên nghỉ, không phải sức tôi có thể làm được. Cũng nhờ Chí Diễn bất chấp biết pháp phạm pháp, mạo hiểm giúp đỡ, lính và giặc vốn đối lập nhau, ai đúng ai sai thì không thể nào tính rõ được. Nhị thiếu gia, tôi mang bệnh nhiều năm, tôi có thể đứng ở đây để hít thở ngắm bầu trời, đối với tôi mà nói đã là ân điển rất lớn. Huynh có biết một mạng người quý giá nhường nào không? Giết người chẳng qua là sự thỏa mãn nhất thời, tại sao huynh còn phải chém giết lẫn nhau chứ? Được, ta để mặt của vị thiếu gia, tha bằng chó cho ngươi. Vì không có nghĩa là ta tha thứ cho ngươi. Nhị thúc. Khoan đã, tôi muốn biết kẻ nào đã sai khiến giết Đình Hiên. Ta không biết, ta chỉ biết hắn có giao dịch buôn lậu với dịch trại chủ. Còn nữa, có người cung cấp một sơ đồ nhà cửa của Hồ gia. Người này rất rành về Hồ gia. Thật ra là ai bán đứng Hồ gia vậy? Có khi nào là người trong nhà không? Chắc chắn là không. Bọn tốn tiền không chỉ đòi ngân lượng, còn muốn lấy mạng nhị thiếu gia. Người nhà cùng chung huyết thống, nỡ lòng nào hạ độc thủ. Cô chỉ là người đàn bà nông cạn ham lợi lộc. Đình Quy thì chỉ giỏi ăn chơi bên ngoài, tỷ tỷ gia đình Hiên thì càng không thế nào. Tôi nói người trong nhà là bao gồm A Hoàng, Gia Đình và cả Hồ Diện. Theo như huynh nói, còn có bằng hữu của Hồ lão gia. Trước giờ Hồ lão gia rất mến khách, người giàu Hồ gia thật sự không thể nào tính hết. Mạng què của tôi thật sự không đáng giá. Mù mô của kẻ muốn giết tôi là giữa muối và vị trí tổn thương nghề muối. Vậy tức là Thái Tiểu An có khả nghi rất lớn. Đại tiểu thư cô ấy, cho dù tình cũ chưa dứt, tỷ tỷ cũng không thể nào muốn tôi chết. Dành làm ăn thôi, đâu đến nỗi phải cướp của giết người. Thái Tử An không phải là kẻ tàn bạo đến vậy. Tôi nghĩ ra được điều này. Lưu Di, các Diêm Thương ép Hồ lão gia hạ giá bán Diêm Vận. Nghe nói là vì trước đó đã nhận được một nguồn tin nói là Hồ gia xảy ra chuyện, cho nên họ thừa dịp đe đầu cưỡi cổ. Vậy tức là điều tra được ai tung tin ra thì kẻ đó là chủ mưu. Nhưng làm sao điều tra? Các Diêm Thương sẽ không nói đâu. Để tôi lo. Dù sao tôi cũng từng làm quan, nhất định sẽ có cách. Cảm ơn huynh nha. Tôi cũng phải cảm ơn huynh. Cảm ơn huynh giúp tôi khi tôi có cơ hội chôn cha mẹ mình. Và cũng cảm ơn huynh tha cho nhị thúc tôi. Thật sự huynh không dám nhận. Tôi đi đây. Lần trước Hồ Kiên chịu bán tháo muối dẫn thì đã không có liên quan tới Tam thiếu gia. Hả? Vậy tại sao ông ấy làm vậy? Thì vì đứa con cưng của ổng. Thì ra vì thiếu gia bị bắt cóc, ổng phải vô nhà kiếm tiền chuộc. Làm sao ông biết? Thì nghe nói thôi. Lúc đó Hồ Kiên nén giận chịu đựng đã thấy kỳ lạ rồi. Tuy bất mãn nhưng có lợi lộc thì không cần phải nói. Nghĩ kỹ cũng tội cho ổng quá. Tội cái gì? Trước đây ổng lợi ích sao? Cứa cổ chúng ta đầy máu. Bây giờ chẳng qua trả cả vốn lẫn lời thôi mà. Kẻ tung tin dài nhất định có thù oán với Hồ Kiên. Mặc kệ, chúng ta đâu phải kẻ khởi xướng. Khi không lại được hưởng lộc trời, chúng ta phát tài cũng xứng đáng. Uống cạn đi. Được, uống cạn. Hai ông chủ à. Có chuyện gì? Nhiếp công tử xin gặp. Ông chủ Bành, ông chủ Sầm. Nhiếp đại nhân. Đại nhân cái gì? Đã cởi ô sa rồi. Nhiếp công tử, thì chúng tôi có việc gì vậy? Nghe nói trước khi hai ông chủ mua Diêm Dẫn thì đã nhận được tin báo là tài chính của Hồ gia nảy sinh vấn đề. Nhiếp mộ chỉ muốn biết hai ông nghe được tin này ở đâu. Thì chỉ nghe nói thôi chứ làm sao nhớ được. Mặc kệ cậu ta hết làm quan rồi mà còn hỏi này hỏi nọ nữa. Tra xét hả? Bây giờ chúng tôi đang ngồi đây uống rượu, không có gì thì đừng làm mất giả hứng của chúng tôi. Nhiếp công tử mời. À, ông chủ Bành. Ý trời, đừng căng thẳng quá. Ta thấy trên mặt của cậu có gì dính lại. Là tai mắt mũi họng dính lại một đống. Ông thấy mắc cười lắm sao chưa đại nhân? Được, không đùa nữa, không đùa nữa. Lấy gì giải sầu, chỉ có rượu thôi. Mời cậu về nha môn uống chung rượu để mà giải khuây. Tôi không có giả hứng đó. Mặc cho cậu mặt hầm hầm đứng đây một mình còn là bạn sao? Đi thôi. Chị Diễn à?
có biết thế nào là chữ quan hai chữ khẩu không hả? Tôi cũng thích đoán câu đố. Đáp án chính là chỉ có ta nói, cậu không được nói. Vậy ông nói đi. Cậu đứng ngoài cửa bá luân lâu than ngắn thở dài, chính là thiếu một chữ khẩu nên bị người ta chửi xối xả vô mặt. Tại sao ông theo dõi tôi? Ta thần thông quảng đại, tai mắt khắp nơi, ta mà phải theo dõi cậu sao? Dương đại nhân, tôi kính trọng ông là Quan Thanh Liêm, nhưng có lúc ông thật sự làm chuyện bao động quá. Chuyện bao động gì? Là chuyện tốt đó. Người làm chuyện tốt chính là ta nè. Đại nhân, các công chủ đều đã có mặt. Được. Dương đại nhân. Ừ. Ủa sư gia, nếu như coi thường mệnh qua triều đình thì đáng tội gì? Bấm đại nhân, theo lệ phải đánh 30 trượng trước. Nghe kỹ rồi nghe. Sau đây bổn quan có chuyện hỏi các ông. Nếu các ông cố tình che giấu, tức là coi thường mệnh quan triều đình. Dạ đi. Dạ. Với chí Diễn, cậu hỏi tay đi. Các ông chủ lớn, trước khi Hồ Kiên phải bán Diêm Dẫn, làm sao các ông biết Hồ gia lại xảy ra chuyện, đang gặp khó khăn? Này nè, có phải muốn tét bông không? Bảy mồm chín miệng ai nghe được. Dương đại nhân, có thể làm việc U Sư gia chuẩn bị giấy bút giùm tôi. Dĩ nhiên được rồi, U Sư gia. Dạ đại nhân. Tin đồn chỉ là tin đồn, muốn biết ai là kẻ khởi xướng thì nhất định phải rút tơ lột kén. Bây giờ làm phiền tất cả các ông chủ đem điều mình nghe được nói cho tôi biết từng lời một. Được, ý kiến hay. Ông cần nói với ổng, sau đó thì ổng nói với tôi. Là thủ quỹ ngân hiệu Đại Lợi nói cho phu nhân tôi biết. Phu nhân tôi nói cho tôi biết, tôi hoàn toàn không có biết gì à. Trưởng quỹ ở Tửu Lâu nói với tôi, lúc đầu ông trưởng quỹ không chịu nói, sau đó mới chịu nói. Hồi hôm đó tôi đi ngang qua tiệm giải, ông chủ Khương của tiệm giải đã nói vậy với tôi. Ông nói là người đó nói với ông như vậy, cho nên ông nói cho tôi biết chỉ có vậy thôi. Đâu Bình, tiễn khách. Dạ, xin mời các ông chủ. Cáo từ. Vậy tức là Phòng Cát chính là kẻ khởi xướng. Phòng Cát là tùy tùng của Thái Tử An. Thật ra cũng là chuyện đoán trước được. Bắt đầu từ lúc giành tổng thương nghề muối thì Thái Tử An và Hồ Kiên đã đối đầu với nhau rồi. Còn nữa, chúng ta đừng quên, hắn và đại tiểu thơ Hồ Gia là người tình cũ. Nè, bây giờ đã tìm ra đáp án, bước tiếp theo còn tính thế nào đây? Diêu đại nhân là mình quan của triều đình, ông nói đi. Bắt cướp phải có tang vật, bắt gian phải tại giường. Còn chuyện tung tin đồn, muốn bắt người thì cũng phải có chứng cứ xác thực mới được. Đại nhân sáng suốt. Hôm nay giết mổ đã tại Diêu đại nhân. Cáo từ. Mời. Có thật là cha không? Sao cha lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao cha tiếp tục sai lầm? Chí Diễn đã điều tra được kẻ tung tin đồn đó chính là Thái Tử An. Không lẽ kẻ lén đưa tin là đại tiểu thư? Tôi chỉ hy vọng hắn đã bôi chuột gia đình hoặc A Hoàng thôi. Tỷ tỷ không hay biết gì. Ngươi tới đây làm gì? Ta không quan nghênh ngươi. Chỉ đến coi thôi ông chủ hồ, làm gì mà nóng nảy vậy? Ngươi ăn nói bừa bãi, bộ ngươi điên hả? Cha, có chuyện gì vậy? Tên xấu xa này cho uống nhầm thuốc lên cơn điên, ở đây nói bậy nó bạ. Chỉ lo tính trước coi phải sửa sang thế nào thôi. Khắp Dương Châu ai cũng biết Hồ gia mấy người sớm muộn gì cũng sụp đổ, không bao lâu nữa thì phải bán tiệm, bán đất, bán ruộng. Ông chủ ngân hiệu đã hứa, một khi thu được tiệm của ông lập tức bán cho tôi ngay. Thu căn tiệm hả? Thu cái mãn của người đó. Cha, đừng vậy mà. Không còn đừng cản cha nữa. Đừng vậy mà. Nè Hồ Kiên, ông có sức đập người ta chi bằng đập bể bản hiệu của mình trước đi. Dù gì sau này cũng không còn dựa muối thắng tuyết, chỉ có dựa muối Tử An thôi. Cái tên khốn kiếp này, người chán sống rồi. Đừng mà. Thái Tử An, trời cái gì mà trời, cô liệu hồn á. Cái tên đoán mạng này đi chậm chút, ta bẻ gãy đầu người á. Bỏ đi cha, đừng mắc bẫy của hắn. Dạ phải Hồ lão gia, dạng thì không sợ lửa lớn, để tâm những lời điên khùng của hạng người này làm gì.
Huynh đó làm cha tức chết đến nhảy đông đổng à. Mùi biết rồi hả? Huynh cố ý đó. Cha không đáng binh vực nên chịu quả báo này. Nhưng mùi thấy con người cha tiều tụy đi nhiều như già đi 10 tuổi vậy. Thật lòng mùi thấy không đành lòng. Yên tâm đi, không nể mặt cũng nể mũi. Dù thế nào huynh cũng chịu đựng lui. Nếu như không phải trước đó xảy ra chuyện lớn, Hồ gia cũng không đến nỗi gặp nhiều khó khăn. Hồ gia mùi đã gặp chuyện gì sao? Đình Hiên bị bắt cóc. Lớn chuyện gì à? Hèn chị cha mùi đã bán tháo Diêm Dẫn. Ngân Hiệu lại đến đòi nợ. Coi bộ Hồ gia của mùi sắp chống chọi không nổi. Vậy thì tốt rồi. Đợi sau khi huynh làm tổng thương sẽ lập tức thành thân với mùi ngay. Mùi đợi làm tổng thương phu nhân lâu rồi. Tuy là vậy, nhưng mà... Nhưng mà sao? Huynh phải hứa với mùi một chuyện. Đừng làm khó cha mùi quá. Yên tâm đi, dù sao cũng là nhạc phụ của huynh. Chỉ hơn thua thôi, huynh không ép cha mùi chết đâu. Sau này huynh tiếp tục bán Diêm Dẫn cho cha mùi. Cho dù không có dựa muối, cha vẫn có thể tiếp tục bán muối làm ăn nhỏ. Huynh cũng biết đó, mùi còn có 2 tiểu đệ và 1 tiểu mùi. Được rồi, coi mùi kìa. Đó, mùi đó đã ốm đi nhiều quá, mặt mày cũng hốc hác. Có thật là mùi tiều tụy lắm không? Không phải, mùi vẫn rất quyến rũ. Nè, chúng ta uống cạn nha. Dì thiếu gia, làm mồ hôi đi. Hay là về nhà đi, huynh cũng mệt rồi. Con chưa nghĩ ra cách kiếm tiền, về nhà cũng vô ích. Trời ơi, mới tháng trước đã tăng, bây giờ lại tăng, lời bao nhiêu cũng không đủ cho cô tăng à. Ông mua một lần đủ xài một năm thì khỏi lo tôi tăng giá. Chuyện gì thiếu gia? Vậy là sao? Coi thường tôi không có tiền mua nhiều thì vậy tôi hả? Coi thường ông đó, mở tiệm trà ngày nào cũng phải dùng nước tương à. Tôi mua nhiều hàng như vậy, tiền của tôi sẽ bị kẹt cứng. Tôi tính rẻ cho ông thì sẽ có lợi cho ông. Nè, vào đây à. Tính lại từ từ bằng bạc. Vậy thiếu gia, tôi nghĩ ra rồi. Nước tương làm được, muối cũng làm được. Tích cát có thể thành tháp, gom ít có thể thành nhiều. Chúng ta có thể phỏng theo Gia Cát Lượng thuyền ra mượn tin. Vậy bây giờ có thể về nhà được rồi. Bình tĩnh. Đi thôi. Phượng Hoàng không đậu chỗ đất cằn cỗi hả? Hôm nay tôi hẹn 4 ông chủ cửa hàng tường đến là có cái lợi cho mọi người. Vậy sao? Phải. Lời mở đầu của tôi nói xong rồi. Hiền ơi, con nói đi. Nước tương phải dùng muối, mà giá muối thì lại không ngừng tăng lên. Tôi nghĩ các ông chủ đau đầu về chuyện đó. Cũng phải đó. Hôm nay không biết giá ngày mai, giá cứ tăng hoài. Thì phải rồi, khiến cho giá thành nước tương của chúng ta vượt quá dự tính luôn. Phải đó. Không biết các ông chủ có từng nghĩ mua muối một lần cho 5 năm không? 5 năm hả? Như vậy thì giá sẽ cố định, sẽ không có biến động gì. Chà, trả hết một lần á thì tiền kẹt cứng rồi. Phải rồi. Đương nhiên mua số lượng nhiều thì mức giá sẽ được ưu đãi. Tuy hơi rẻ một chút, nhưng mà nhiều muối quá chỗ đâu mà chứa chứ. Phải rồi. Nhiều muối quá phải xây thêm cái kho sao? Đúng rồi. Tiền muối thì trả hết một lần, nhưng muối thì có thể gửi chỗ chúng tôi mỗi tháng đến lấy. Hơn nữa giữ muối còn phục vụ cả việc giao hàng. Thật sự là quá ưu đãi cho mọi người rồi. Mức giá thì hấp dẫn, nhưng mà 5 năm thì dài quá. Làm sao tôi biết cái tiệm của ông có dẹp không? Phải đâu. Nhà môn dẹp cũng chưa đến phiên giữa muối chúng tôi dẹp đâu, yên tâm. Phải đó, giữa muối Thắng Tuyết đã mở ở Dương Châu mấy chục năm, rất có uy tín. Điều này mọi người đều biết hết mà. Các vị có thể yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn khế ước, liệt rõ điều khoản chi tiết, đóng dấu xác thực, bảo đảm lợi ích của các ông chủ. Vậy cũng đúng. Nè, có gì không ổn chúng ta sẽ lập tức đi báo quan. Phải đó. Sao hả? Quyết định thì ký giấy đi. Nếu như mọi người đều đồng ý, có thể lập tức ký giấy xác thực. Lợi như vậy tôi sẽ ký. Tôi cũng ký luôn. Không ngờ tới bệnh hoạn sống dở chết dở mà cũng nghĩ được cách kiếm tiền như vậy. Hắn rất thông minh, dùng cách góp vốn để kiếm đủ tiền trả nợ. Mối đe dọa của Ngân Hiệu đã được giải. Bây giờ việc làm ăn của giữa mối Thắng Tuyết còn tốt hơn trước. Để họ lật ngược tình thế thật tức thiệt. Từ đầu ta đã nói rồi, Hồ Đình Hiên nhất định phải trừ khử. Đáng tiếc lần trước đã uổng phí công sức. Không giết được hắn biết làm sao chứ? Ngươi không cần bận tâm, ta sẽ tự lo liệu. Ngươi về trước đi. Dạ, tiểu nhân xin phép cáo lui. Tìm giùm ta một sát thủ. Ta không muốn Hồ Đình Hiên sống ở trên đời này. Dạ, đại nhân. Tôi điều tra rất lâu mới biết được tung tích của Đậu Hùng. Thì ra lâu nay ổng lẩn trốn ở nơi hẻo lánh vậy. Nè, mau khiêng đi, tay chân vụng về, làm biến hả?
Trời ơi nè, muốn chết hả? Trời làm bể hết đồ của ta rồi, muốn cái gì đây? Xin lỗi, tôi không cố ý. Ngươi làm việc như vậy hả? To khỏe mà làm như vậy sao? Hả? Nè, đủ rồi, đừng động tay động chân nha. Trời ơi, ngươi muốn đánh ta hả? Đánh người hả? Nè nè nè, bớ người ta. Tôi nói hồi nào chứ? Nó đánh tôi, nó làm bể đồ, nó còn đánh tôi nữa. Bớ người ta, nó đánh tôi. Tôi nói hồi nào chứ? Có chuyện gì vậy? Đánh ta gì vậy? Tôi không đánh động đâu. Ông thiếu tiền tôi, không chịu đưa đó. Nè, nói vậy hả? Làm bể đồ, đánh người đó. Đi đi đi. Theo tôi về giao bông để đàn dân định đoạt. Bỏ lên. Seneca, bỏ đi. Tôi không đi cứu đâu. Nè 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 nè, không dám đi gặp quan hả? Có tật giật mình, giải hắn về đi, giải hắn về mau đi. Tôi không đi. Tôi không đi. Đâu đây ca? Vậy đó. Vị thiếu gia, tính xấu của người vẫn không thay đổi. Vị thiếu gia, huynh quen biết người này sao? Là người làm cũ. Chứ vì hắn hay có xích mích với người khác cho nên nghỉ làm. Quen biết thì sao chứ? Mau giải hắn về đi. Chuyện tranh cãi nhỏ sao phải làm phiền đến hai vị sai đại ca? Thứ mà hắn làm bể, tôi sẽ đền. Lương à? Dạ. Xin lỗi ông chủ. Sai đại ca, làm phiền quá, uống trà. Mai cho người đó. Không quan gì nữa, chúng ta đi. Vị thiếu gia, cậu lại giúp tôi thêm một lần nữa. Đi theo tôi. Đại ca đại tổng, hai người hãy yên nghỉ đi. Đồng huynh, thấy gì ẩn thân ở chốn hẻo lắm, chỉ bằng đến vừa muốn làm việc, hồi giờ chúng tôi sẽ có thể bảo vệ sự an toàn cho huynh. Vị thiếu gia, tôi đã chịu nhiều ân huệ của cậu rồi. Vị huynh coi như làm công cho tôi để trả ơn đi. Lương à, huynh về trước đi. Vị Túc, Vị Túc, Túc ở lại đi. Còn có ý trung nhân là đủ rồi, đâu còn Vị Túc này nữa. Con và Diêm Chi Diễn là không thể nào mà. Tại sao Túc lại không tin con chứ? Nếu như con muốn được ở bên huynh ấy thì con có thể cùng huynh ấy cao bay xa chạy. Thật sự không cần phải ở lại Hồ Gia. Thắng Tuyết cứu huynh ấy, chẳng qua không muốn thấy huynh giết người, tay tanh mùi máu. Cha và mẹ của con đã qua đời rồi. Trên đời này con chỉ còn mình Vị Túc là người thân. Nếu như họ ở suối vàng của Linh Tiên, cũng mong hai người làm lành với nhau. Vị Túc, tôi phải ở lại đi. Ta ở lại cũng được, nhưng còn phải hứa với ta dứt khoát cắt đứt quan hệ hoàn toàn với tên khốn đó. Được, con hứa với Túc. Đại tỷ, có một bí mật đệ không dám nói với cha, cũng không dám nói với tam đệ, sợ nó lỗ mãng manh động. Là chuyện gì vậy? Tỷ trả lời đệ trước. Chuyện đệ bị bắt cóc, tỷ có tiết lộ với bất cứ ai không? Dĩ nhiên là không có. Cả nhà chúng ta ai cũng đều kín miệng. Không có thật sao? Kể cả Thái Tử An. Đệ nói cái gì vậy? Tỷ đã cắt đứt tơ tình với hắn từ lâu, không còn dính líu gì. Chí Diễn đã điều tra rõ ràng giùm đệ. Các Diêm Thương bắt cha hạ giá bán Diêm Dẫn, bởi vì họ nhận được tin nói Hồ Gia chúng ta xảy ra chuyện và người tung lời đồn chính là Phòng Cát, tâm phúc của Thái Tử An. Không thể nào, không thể nào hắn biết đệ bị bắt cóc. Trừ khi kẻ chủ mưu chính là Thái Tử An. Đinh Bích, muội đã đến rồi. Huynh đợi sốt ruột quá, muội hư lắm, thế nào huynh cũng bắt được muội. Huynh đứng lại cho muội. Huynh nói, có phải huynh cho người bắt cóc Đình Hiên không? Muội nói gì vậy? Huynh trả lời đi, có phải huynh làm không? Dĩ nhiên không phải. Không phải huynh chủ mưu, làm sao huynh biết Đình Hiên gặp chuyện? Làm sao Phòng Cát lại tung tin giả cho các Diêm Thương ép cho muội hạ giá? Huynh làm sao biết? Do Phòng Cát tự nghe không được sao? Huynh hại cha muội, muội hiểu. Huynh muốn giành vị trí tổng thư, muội đồng ý. Nhưng tại sao huynh lại hại Đình Hiên? Nó là tiểu đệ ruột của muội, nó đang bị bệnh. Nó có mệnh hệ gì thì cha muội kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh, tại sao huynh máu lạnh đến vậy? Chẳng phải bây giờ tiểu đệ của muội mình ăn vô sự trở về rồi sao? Muội còn giận cái gì chứ? Huynh, huynh không phải là người mà. Muội đánh huynh, có phải muội điên rồi không? Muội rất thất vọng vì huynh. Thank you.
lại một mình uống rượu sầu hả? Sao không tìm ta chứ? Nhưng xin dược chỉ như sơ kiến, hà sự thu phong bi quả phí, đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dị biến. Hơ, từ đoạn tuyệt phỏng cổ, cậu muốn có thứ quan hệ với ai sao? Dương đại nhân, ta hỏi ông, tại sao Ngũ Nương không chịu nối lại tình yêu với ông? Không hỏi cũng biết, cổ đã thay lòng rồi. Bởi vậy, có những chuyện đã thay đổi, mãi mãi cũng không quay lại được. Ê, cậu đã nói mối tình với tôi và Diễm Hồng, hay là đang có ý gì khác? Nè, uống cạn đi. Biết mượn chuyện này bày tỏ ha. Đã điều tra được ai sai khiến Thái Tử An đối phó Hồ Gia chưa? Trước khi chỉ có chứng cứ xác thực, tôi sẽ không phán đoán bừa bãi. Tức là trong lòng của cậu đã có đáp án rồi, chẳng qua không dám đối mặt thôi. Tôi không hiểu ông đang nói cái gì. Cậu hiểu mà, chỉ tại cậu trốn tránh thôi. Cậu muốn bao che cho ai trong lòng chúng ta hiểu rõ mà, có phải không? Rượu đã uống hết rồi, tôi xin phép. Cậu không điều tra, ta đi điều tra đó. Ta nhất định điều tra được kẻ giấu mặt ở sau lưng. Tri phủ đại nhân, thực ra Thảo Dân đã làm chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm lại giải Thảo Dân đến đây? Thái Tử An to gan, dám tung lời đồn bừa bãi, ảnh hưởng Diêm Chính Dương Châu, người có biết tội hay là không? Quan quá đại nhân, quan quá đại nhân. Quan hả? Bổn quan điều tra rõ ràng. Ngày trước kẻ phao tên với Diêm Thương rằng Hồ Gia lâm vào cảnh khốn cùng là Phồng Cát, mà Phồng Cát chính là tâm phúc của ngươi, rõ ràng chính ngươi đã sai khiến. Không phải đâu Diêm đại nhân, Phồng Cát là Phồng Cát, còn tôi là tôi, hắn nói gì không liên quan tới tôi. Nếu như không phải ngươi sai khiến, kẻ này làm sao to gan đến như vậy? Bây giờ bổn quan nghi ngờ ngươi không những làm ảnh hưởng Diêm Chính Dương Châu, mà còn dính líu đến vụ án Hồ Đình Hiên bị bắt cóc nữa. Quan quá đại nhân, quan quá. Thảo Dân làm sao làm chuyện sằng bậy phạm pháp? Thật sự không liên quan tới Thảo Dân, quan quá đại nhân. Đại nhân à, nói với tên điêu dân này chỉ hao hơi thôi, đánh hắn 30 trượng rồi mới hỏi tiếp đi. Dư đại nhân, vậy tức là ông dụng hình ép cung. Trời ơi, ngươi dám nói ta dụng hình ép cung hả? Tôi phải mời trạng sư. Ngươi đúng là to gan tài trời. Chỉ riêng tội làm nhục bên qua triều đình là có thể đánh ngươi 30 trượng rồi. Người đâu? Đánh. Dạ đại nhân. Nhân. Đại nhân dừng ta đi, đại nhân dừng ta đi. Tôi nói cái gì tôi cũng nói hết. Thái Tử An, mau khai thực đi. Không sai, thật sự là tôi kêu Phòng Cát tung tin đồn ra bên ngoài đó. Được, tại sao cứ biết Hồ Gia gặp khó khăn? Là ai sai khiến ngươi? Ngươi và bọn bắt cóc có quan hệ gì? Không có đâu, không có đâu, không có đâu. Là Hồ Đình Bích nói cho tôi biết tiểu đệ của cổ bị bắt cóc. Hồ Đình Bích? Tôi và cổ có tư tình mà. Cậu nói cho tôi biết có gì lạ đâu. Không tin thì ông gọi hộ kia tới hỏi đi. Năm nay đúng là xui xẻo thiệt, đã bị đàn bà tát còn phải chịu đòn. Người có kế trương lương ta có mưa hàng tính, muốn ta khai ra hả? Có ai bị xấu hổ mất mặt? Đừng giết tôi, huynh cần bao nhiêu ngân lượng tôi cũng đưa cho huynh mà. Hồ Kiên đã đưa tiền để lấy mạng của ngươi, nộp mạng đi. Hả? Đừng. Ông đưa bao nhiêu tôi đưa huynh gấp đôi. Tôi đưa gấp đôi. Làm nghề của bọn ta phải nói quy tắc, để nhận tiền người ta thì nhất định phải giết người. Có trách thì trách, ngày trước tại sao ngươi đòi giết Hồ Linh Thiên? Không phải, không liên quan tôi. Chết đến nơi rồi còn dám nói dối hả? Thật sự không liên quan tôi. Không liên quan đến tôi, có người sai khiến tôi làm mà. Kẻ nào sai khiến ngươi hả? Là Đỗ Ứng Long. Là ông muốn giết Hồ Đình Hiên, thật sự không liên quan tôi. Đại hiệp à, quan có đầu nợ có chủ, xin huynh tha cho tôi. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Thank you.
Thì có nghĩa là sao? Lục thủ Quan Âm đổi danh mà kiên quyết phong hầu. Tại sao phải giết Hồ Đình Hiên? Con đã đến Hồ Phủ, sát thủ đã bị con đánh bỏ chạy. Con năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện lớn của ta, tại sao con nhất quyết phải làm như vậy? Cha tham ô dơ dét, con coi như cha đi sai đường. Nhưng bây giờ cha muốn giết ngược, con không thể coi như không thấy được. Chỉ vì tên Hồ Đình Hiên mà con trở mặt với ta sao? Cha đã sai quá trầm trọng rồi, tiếp tục như vậy cha hối hận cũng không kịp đó. Cha đừng tiếp tục sai lầm nữa. Con xin cha hãy dừng tay đi được không? Quang đường, cha không chịu dừng tay phải không? Được, từ nay Đồ Ứng Lâm không còn là cha nuôi của con nữa. Con và cha ân đoạn nghĩa tuyệt. Con nói cái gì? Con nói cho cha biết, con sẽ không để cho cha giết Hồ Đình Hiên đâu. Con muốn ngăn cản ta, con cản được hay sao? Con sẽ cản cho cha coi. Được, được. Một tên sát thủ không giết được Hồ Đình Hiên sẽ có tên thứ hai, tên thứ ba. Con có cản được ta bao nhiêu lần? Con không cần biết cha phái bao nhiêu người. Cha muốn giết Đình Hiên thì cha giết con trước đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.